Gia đình chúng tôi là vừa lòng thiết kế của Tân A và vừa lòng bên công ty Tân A. Các bạn thân mến, vẻ đẹp sang trọng và tinh tế của biệt thự 2 tầng mái Nhật có thể làm siêu lòng mọi khách hàng khó tính nhất. Các nhà thiết kế đã nghiên cứu một cách tỉ mỉ để tạo cho ngôi biệt thự một vẻ đẹp phong cách hiện đại, nhưng vẫn đầy đủ những tiện nghi hiện đại đáp ứng đầy đủ nhu cầu của gia chủ. Hôm nay hãy cùng nhà đẹp Tân Á khám phá ngôi nhà 2 tầng mái Nhật hiện đại được Tân Á thiết kế cho gia đình chú sĩ qua video ngay dưới đây các bạn nhé! Các màu trắng chủ đạo được tô điểm bởi sắc đen của khung cửa cùng với màu nâu của cửa chính, tất cả được bố trí hài hòa, hòa quyện với nhau giúp ngoại thất công trình trở nên sang trọng, độc đáo và ấn tượng hơn bao giờ hết. Cửa chính được các kiến trúc sư lựa chọn thép vân gỗ chất liệu cao cấp nhất hiện nay. Cửa được làm từ chất thép nên rất cứng cáp, chắc chắn và không bị co ngót biến dạng. Khả năng cách âm, cách nhiệt của sản phẩm này rất cao và hoàn thiện giúp không gian ngôi nhà thêm phần hiện đại, sang trọng. Toàn bộ hệ thống cửa sổ được làm bằng chất liệu nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực. Ưu điểm của loại cửa này là giúp thu hút ánh sáng của tự nhiên rất tốt, đồng thời mang lại cảm giác hài hòa, gắn kết chặt chẽ với không gian bên ngoài hơn và đồng thời cũng giúp loại bỏ đi sự bí bách, tù túng ở không gian nội thất bên trong. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau di chuyển vào phía bên trong ngôi nhà của gia đình chú sĩ để cùng tìm hiểu các bạn nhé! Tất cả các nội thất của phòng khách được làm bằng chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp, chất liệu gỗ nhằm tạo cho phòng khách luôn được sang trọng, quý phái. Và đặc biệt, phòng khách có không gian rất rộng rãi để giúp gia đình chủ có khoảng không gian sinh hoạt chung. Di chuyển vào là khu vực bếp công ăn của gia đình chủ sĩ, cũng được làm bằng chất liệu gỗ kết hợp với đá, màu đen, tạo không gian phòng bếp luôn được sạch sẽ, dễ vệ sinh và đặc biệt là tạo cảm giác ấm cúng khi dùng bữa. Đây là phòng ngủ đầu tiên được chúng tôi thiết kế ở dưới tầng 1, có diện tích vừa phải và có hệ thống cửa sổ giúp cho phòng ngủ luôn được thoáng đãng và trong lành. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau di chuyển lên tầng 2 để cùng khám phá. Tầng 2 thì cũng có 2 phòng ngủ nhưng mà đang được kiến trúc sư Tân Á để trống để giúp gia đình chú sĩ có thể decor lại cái không gian phòng ngủ của mình, hợp với sở thích phong thủy cũng như là chi phí của gia đình. Khu vực ban công thì được bố trí rất là rộng lớn. Đây là khoảng không gian rất là thoáng đãng để tất cả các thành viên trong gia đình có thể ngồi lại với nhau khi có thời gian rảnh rỗi hoặc những dịp lễ Tết cuối tuần. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy đừng ngần ngại nhấc máy và gọi ngay hotline cho chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.